Chào các bạn đã quay trở lại với Ever Channel, lại là mình đây, Hùng Review đây. Hôm nay thì mình có mời đến đây là một khách mời, anh ấy thì vừa update con iPhone 11 Pro Max cách đây tầm 1 tháng các bạn ạ. Và mình mời anh ấy đến đây để review về em nó, cũng như là trải nghiệm những trải nghiệm về con iPhone 11 Pro Max đấy, để xem nó có gì thú vị và lý do tại sao ông lại mua con iPhone 11 Pro Max nhá. Xin giới thiệu với mọi người, Facebooker, TikToker, YouTuber, Lab TV. Ok. Đầu tiên là chia sẻ một chút về con iPhone 11 Pro Max này nhỉ. Là các lý do quan trọng nhất mà bằng mua con iPhone 11 Pro Max này là lý do gì? Để mình truyền màn hình và livestream, quản lý các mạng xã hội, công việc mình tốt hơn. Thế tại sao không mua iPhone 12 Pro hay là iPhone 12 Pro Max mà mua iPhone 11 Pro Max? Thứ nhất là iPhone 11 Pro Max tầm giá của nó có vẻ ổn hơn nhiều. Hiện tại thì bây giờ đang bán tại Di Động Việt loanh quanh từ 15 triệu cho phiên bản iPhone 11 Pro thường và là 18 triệu cho iPhone bản phiên bản iPhone 11 Pro Max, thì mình thấy giá ngon phết đấy. Anh em muốn mua thì tham khảo nhé. Rồi, như vậy là cái lý do bằng mua con iPhone 11 Pro Max này thì thứ nhất là nó đáp ứng nhu cầu được, với cả thứ hai là mức giá nó rẻ đúng không? Tại vì tầm tiền này mà mua iPhone 12 hoặc là iPhone 12 Pro Max ấy, thì mức giá phải lên tầm ba mấy hoặc là tầm hơn 20 triệu rồi. Như vậy thì theo cá nhân thì mình thấy rằng là iPhone 11 Pro Max vẫn là một chiếc máy ngon và mức giá hiện tại của nó thì cực kỳ thơm. Và nếu như so sánh nó với iPhone 12 thì mình nghĩ rằng là nó đáng mua hơn iPhone 12 khá là nhiều đấy. Rồi, thế thì bạn có thể chia sẻ cho mình được biết được về cái thiết kế này và những gì mà con iPhone 11 Pro Max này mang lại thì nó có ngon không? Ví dụ như cảm giác cầm nắm như nào, màn hình hiển thị như nào chẳng hạn. Vì mình là người chơi game streaming cho nên chắc chắn phải sử dụng những cái hàng Pro Max rồi, màn hình mới to mới chơi được. Cho nên là nếu mà so sánh về độ nặng hay góc cạnh thì 11 Pro Max cho mình cảm giác cầm nắm thoải mái hơn nhiều. Những cái góc này là nó bo cong vào tay, không bị cấn đúng như iPhone 12 đúng không? Với cả là cái mặt sau của nó thì bạn có thích không? Kiểu nó không có dính mồ hôi vân tay, với cả là nó bền ấy. Nó bền, rất là thích mặt sau của nó, nhìn rất là đẹp. Bật mí thêm cho bạn biết một thông tin là iPhone 11 Pro Max này hay iPhone 12 dạng Pro ấy thì cái mặt sau của nó không bao giờ bị chảy xước đâu nha. Cho dù các bạn dùng cái là sao nhỉ, chìa khóa kkk lên đây này, lau một phát nhẹ làm sẽ bay màu. Nói chung á, khi mà mua chiếc máy này thì cũng kiểu không có lo ngại đến vấn đề là bị xước này, rồi cái vần viền của nó là bằng thép nữa, nên là cũng không có bị móp giống như con iPhone 12 mini của mình đâu. Nói chung là ok phết. Còn đến với màn hình ấy thì con này có một cái ưu điểm là màn hình của nó lớn đúng không, là 6.5 inch. Độ phân giải cũng đẹp, Full HD trở lên. Nhưng mà có một cái điều là con này thì nó lại màn hình tay trỏ. Không biết là khi mà bạn dùng ấy, tại vì bây giờ điện thoại người ta màn hình full viền hết rồi hoặc là màn hình rốt ruồi hết rồi, thì khi mà bạn chuyển qua con iPhone 11 Pro Max này ấy, thì có cảm giác là bị hạn chế với cái tay trỏ này không? Chơi game nó bị che hay là sao đó? Không, tất cả những app game hay là gì trên iPhone thì đều được tối ưu hóa kích thước và nó phù hợp hết. Chứ là khi mà chơi game thì nó những cái icon rồi là cái tay, cái nút bấm là nó đều thụt vào trong màn hình, nó không ảnh hưởng gì đấy. Khi mà xem phim thì chắc là nó vẫn bị nhỉ, đúng không? Xem phim thì vẫn bị nhưng mà mình nghĩ là không ảnh hưởng nhiều. Sau một tháng trải nghiệm thì thấy ok đúng không? Ok. Còn về phần mềm, nói chung là iOS thì phần mềm tối ưu hóa khá là tốt, nhưng mà có một vấn đề là dạo gần đây thì đang gặp phốt là iOS 14.5.1 hay iOS 14. mấy đấy, là nó gặp tình trạng bị lag, bị đơ, bị treo máy, thậm chí là không vào ứng dụng được. Thì bạn có gặp tình trạng đấy bao giờ? Mình chưa gặp tình trạng bao giờ. Tại vì mình update từ iOS 14.2 lên 14.6. Như vậy là bạn bỏ qua đi cái 14.4 và 14.5 rồi. Như vậy sẽ không gặp tình trạng là bị giật lag. Tại vì theo mình thấy là với phiên bản iOS 14.5.1 ấy là gặp tình trạng bị gọi là giật này, bị đơ này, thậm chí là bị lag, thậm chí là bị treo logo của máy luôn. Cũng rất là lưu ý. Rồi còn về phần cấu hình ấy, thì bạn thấy rằng là với con chip Apple A13 nó như thế nào khi mà bạn chơi game này, hay là bạn livestream này, bạn truyền màn hình có bị lag, bị giật hay là cảm giác bị crop FPS này không? Thì trong cái quá trình mà bạn livestream game thì một ngày bạn chơi game tầm 8 tiếng, ít nhất phải 7-8 tiếng, thì với con chip Apple A13 thì nó xử lý như thế nào? Mình thấy hoàn toàn ok và không có vấn đề xảy ra cả. Từ game bạn chơi là game gì? Liên Quân rồi Free Fire này. Đều max setting và không hề có vấn đề gì xảy ra cả. Bằng lag thì chủ yếu chơi tựa game Liên Quân thôi. Mà tựa game Liên Quân thì mình thấy rằng cũng không phải là quá nặng. Còn Free Fire Max thì cũng nói chung là cũng ok. Với con iPhone 11 Pro Max này, nếu mà bạn nào mà kiểu thiên về phần cấu hình ấy, chơi với tổ cả game như Liên Quân, Free Fire các thứ thì mình thấy rằng là cũng ổn áp đấy. Thế thì những cái tác vụ hàng ngày bạn dùng ấy, bạn có bao giờ gặp tình trạng bị lag, bị đơ đến chiếc máy này chưa? Tại vì con Apple A13 thì bây giờ nó đã hơi thọt rồi. Kiểu nhiệt độ khi mà chơi game nó còn nóng không? Vì đồ chơi game mình cực kỳ ổn định luôn, mà mình chưa thấy khi nào nó nóng quá, trừ khi quay phim chụp ảnh thì mới nóng thôi. Còn ngoài ra chơi game là nhiệt độ ấm mà không hề quá nóng. Chắc là do bạn lag này chơi một số tựa game mà nó nhanh nhẹ như thế nên là chưa có được trải nghiệm được cái nhiệt độ cao của iPhone. Tại vì là trước mình có đợt test con iPhone 11 Pro Max với quả game Galaxy ấy,
thì chơi một tí xíu thôi nó đã bị nóng rồi. À còn một cái nữa này là khi mà chơi những quả game như là Liên Quân, Free Fire và thậm chí là livestream màn hình, truyền màn hình lên, màn hình của nó bị tối không? Không hề. Ồ, cực kỳ ổn định luôn. Ờ, cái này một cái khá là hay này, tại vì là trong những cái lần test game của một số YouTuber hoặc thậm chí cá nhân mình chẳng hạn, mình chơi game trong một thời gian ngắn thôi mà màn hình đã bị tối rồi, đó bị kiểu giảm độ sáng mà kéo lên cũng không được luôn đấy. Đó. À, và đến với cái phần camera thì cụm camera trên iPhone 11 Pro Max có đủ đáp ứng cái nhu cầu của bạn không? Bạn thường làm gì với cụm camera này? Camera này mình rất là thường xuyên chụp ảnh, mà đặc biệt là quay clip TikTok này thì mình thấy hoàn toàn là ok và nó quá là ổn định đúng không? Tất cả những clip TikTok của mình đều quay bằng camera của iPhone 11. Thế thì còn cái nữa là vấn đề khi mà thu âm khi mà quay video thấy ổn, chất lượng âm thanh như nào? Cực kỳ ổn định. Nói chung là không gì để chê về quay video chụp ảnh rồi đúng không? Còn một yếu tố nữa là về phần pin đi. Thì với một nhiều người mà có nhu cầu sử dụng pin nhiều như bạn, một ngày livestream là thậm chí là 7-8 tiếng, có hôm là livestream từ sáng tới tối, thì viên pin của chiếc máy này có thể đáp ứng như nhu cầu livestream hoặc là dùng liên tục là bao nhiêu tiếng? Sạc đầy 100% và truyền màn hình chơi game thì với độ sáng 50% thì mình stream game được khoảng 4 tiếng 20 phút. 4 tiếng 20 phút mà dùng liên tục, lại còn stream game đấy. Mà các bạn biết là các bộ truyền màn hình ấy thì nó tiêu tốn tài nguyên máy cũng khá là lớn. Và với một chiếc máy bạn mua qua sử dụng đúng không? Thời lượng pin của nó cũng không phải là 100%, nên là với thời gian sử dụng pin như vậy thì mình thấy rằng là vẫn ấn tượng và vẫn có thể là đáp ứng được cái nhu cầu sử dụng bình thường và livestream game. Còn thời gian sạc, nếu mà sạc đầy chiếc máy này khoảng mất bao lâu? Khoảng tầm 1 tiếng 20 phút. 1 tiếng 20 phút cho viên pin gần 4000 mAh, nói chung là cũng khá là ấn tượng các bạn ạ. Thế còn những cái điểm mà bạn thích hoặc là những cái điểm mà bạn ghét trên chiếc iPhone 11 Pro Max này bạn có thể chia sẻ được? Điểm thích nhất là ví dụ như iPhone từ trước là mình xài Android không, mình mới chuyển sang xài iOS thôi, thì trước công việc của mình thì cần tới Android. Mình thấy rằng là nó có nhiều chức năng hay này, như là AirDrop này, chuyển file rất là nhanh, rồi quay phim chụp ảnh thì thật sự là chất lượng ảnh nó khác biệt hoàn toàn, nó thật sự đỉnh. Rồi quay màn hình hay là làm bất kỳ một tác vụ nào, tất cả những ứng dụng đều được đồng bộ hóa ngon đúng không? Ngon nhất và xử lý rất là tốt. Thế mình biết là trước đây bạn có dùng qua con Redfull 5. Đấy, con Redfull 5 thì so sánh với con iPhone 11 Pro Max thì có vẻ Redfull 5 nhìn hơn về phần gaming. Nhưng mà với cái trải nghiệm thực tế thì bạn thấy rằng là con Redfull 5 với con iPhone 11 Pro Max này nó như nào? Redfull 5 thì chỉ chơi game thôi. Nếu mà nói chơi game thì nó đỉnh. Và còn nói về những cái tác vụ khác, bởi vì mình không chỉ chơi game, mình còn quản lý các mạng xã hội, cái công việc của mình nữa. Rồi tất rất là nhiều app. Cho nên là để mà tối ưu hóa nhất, ổn định nhất để mà làm việc chơi game á, thì mình chọn iPhone 11 Pro Max. Tại vì mình thấy mới mua Redfull 5 được là gần một tuần đã bán Redfull 5 để mua con iPhone 11 Pro Max, thì bạn cũng đủ hiểu rằng là gaming phone nó cũng chỉ dành cho những cái gọi là những cái bạn chuyên chơi game thôi. Thậm chí là cả streamer như bạn Lark ở đây thì cũng đã bán Redfull 5 để mua con iPhone 11 Pro Max, thì bạn đã biết được là nó như thế nào rồi. Rồi, chắc là video của mình cũng xin tạm dừng ở đây thôi. Một cái video chia sẻ nhanh của một người dùng đang dùng chiếc iPhone 11 Pro Max trong khoảng tầm 1 tháng vừa rồi. Nói chung thì tất cả mọi thứ thì đều khá là hài lòng. Thiết kế ok, màn hình hiển thị đẹp, hiệu năng thì rất là tốt, rồi pin cũng rất là đủ dùng. Các bạn đang dùng iPhone 11 Pro Max thì các bạn có nhận xét gì về chiếc máy này? Và liệu rằng là bây giờ có tầm 18 triệu, các bạn có lựa chọn chiếc máy này hay không? Hay là sẽ thiên về những lựa chọn gaming như kiểu Rockfone, Blackshark, Lenovo Legion hoặc là những dòng điện thoại Android cao cấp? Đừng quên để lại chia sẻ nhé. Rồi, còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye bye.